Trời ơi, sao lâu dữ vậy ta? Sao lâu dữ vậy ta? Hey, đây nè. Ê, sao lâu vậy? Ồ, nhưng mà bên này có cái váy đẹp nha. Wow. Ok, duyệt. Nhưng mà bây giờ mình đi đâu vậy? Bí mật, đi rồi biết. Giờ đi liền đi. Lên xe. Ủa, rốt cuộc là bây giờ mình đi đâu vậy Huy Vương? Đi lang thang, ngắm biển thôi. Yeah, yeah, đã quá tuyệt vời. Vâng, kính thưa quý vị, nếu như Đà Nẵng có một bãi biển Mỹ Khê quyến rũ luôn thu hút đông đảo du khách, thì ở Quảng Ngãi cũng có một bãi biển Mỹ Khê tỏa sáng không hề kém cạnh với vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng, nằm tại thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, cách trung tâm thành phố khoảng 12 km về phía đông. Nơi đây hội tụ cát trắng, biển xanh. Khi quý vị tới đây, quý vị sẽ cảm nhận được sự thanh bình trong không gian thơ mộng của bãi biển Mỹ Khê. Biển Mỹ Khê Quảng Ngãi được mệnh danh là nàng công chúa mang vẻ đẹp dịu diễm và quyến rũ. Bãi biển Mỹ Khê Quảng Ngãi chính là nơi cực kỳ thích hợp để du khách thả hồn ngắm cảnh. Làn nước biển xanh trong, quyện hòa cùng từng đợt sóng nhấp nhô đem đến cảm giác mát mẻ mới lạ. Chú ơi, chú có thể cho cháu trải nghiệm cưỡi xe ngựa được không ạ? Được chứ. Dạ, nhưng mà con muốn tự tay mình điều khiển con ngựa này. Cưỡi ngựa này cũng hơi khó lắm nha con. Dạ không sao, con sẽ cố gắng hết sức. Mấy cháu tự nhiên. Dạ, dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Lần đó là cho anh nha. Dạ. Chú ơi, bây giờ con phải làm gì vậy? Đi nè. Đi nè ơi. Ôi chú ơi, làm sao để điều khiển cái hướng đi? Hướng đi, mình test hướng đầu là nó đi. À. Quý vị ơi, với những sự hướng dẫn rất là đơn giản của chú, rất là nhiệt tình, thì Huy Vương đã rất là dễ dàng điều khiển Na này. Tên của chú ngựa ngoan ngoãn này là Na nha mọi người. Và khi mà đến với bãi biển Mỹ Khê này thì đây là một hoạt động vô cùng thú vị. Quý vị đừng nên bỏ lỡ quý vị nha. Không chỉ hấp dẫn du khách bởi làn nước trong xanh, bãi cát êm đềm hay những bóng dừa rợp mát, Mỹ Khê Quảng Ngãi còn được đánh giá là một trong những bãi biển sạch. Đến bãi biển tuyệt đẹp này mà không tắm thì quả là một thiếu sót. Huy Vương ơi, chờ mình với! Bên cạnh tắm biển, bãi biển Mỹ Khê còn là địa điểm rất lý tưởng để du khách tổ chức các hoạt động vui chơi thú vị cùng người thân như chèo sấp, hay da. Đây chắc chắn sẽ là những kỷ niệm vô cùng khó quên trong chuyến hành trình khám phá biển Mỹ Khê đáng nhớ. Các thời khắc chuyển giao trong ngày tại đây đẹp tựa như tranh vẽ. Quá là đã, quá là thích luôn á. Ok, vậy giờ vô tắm cái rồi đi ăn ha. Đến với biển Mỹ Khê Quảng Ngãi thì không thể nào không thưởng thức những món ngon được chế biến từ nguồn hải sản phong phú và đa dạng từ vùng biển này. Những món ăn tại đây mang hương vị của nước ngọt từ thượng nguồn sông Kinh đổ về, hòa quyện với vị mặn của biển cả, tạo nên nét ẩm thực rất độc đáo và hấp dẫn.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Huy Vương và Mỹ Linh đã có những trải nghiệm rất tuyệt vời và thú vị tại bãi biển Mỹ Khê, Quảng Ngãi. Nơi đây đúng là một viên ngọc quý với vẻ đẹp hoang sơ và hấp dẫn, đặc biệt là những món ăn mang đậm hương vị đặc trưng khiến mình rất là thích. Chắc chắn khi đi du lịch tại biển Mỹ Khê, quý vị và các bạn sẽ có một kỳ nghỉ thật là tuyệt vời. Còn chần chờ gì nữa mà không đến đây để khám phá và có những trải nghiệm cho riêng mình.